bạn của tôi. Tôi bị biến thành một con lừa. Sao? Tôi, bạn của bà, là một con lừa chính hiệu. Ông danh lại. Tôi cứ tưởng anh ta đã tỉnh ngộ, quay về với gia đình để xây dựng lại hạnh phúc. Nhưng không, ông ấy diễn kịch quá rồi. Ông ấy vừa muốn quay về với vợ, vừa muốn tăng tiệu với bồ. Tôi không thể nào chịu được. Ông Danh ăn phải bùa mê thuốc đúng à? Bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Thôi, mà đừng uống nữa. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ cặp bồ. 17, 18 cũng được, 30 tuổi cũng được. Tôi phải cặp bồ. Tôi hứa, tôi đảm bảo với bà, tôi thề với bà, lần này tôi cặp bồ thật. Bà phải tìm ngay cho tôi. Được rồi, tôi sẽ tìm ngay cho bà. Tôi bảo bà thôi. Không uống nữa. Còn dùng kéo mãi cũng hoàn để đấy. Sống như thế này thì bỏ quách đi cho xong. Được đấy. Thôi. Đang ngủ rồi đấy. Đi đâu mà đến giờ vẫn chưa thèm về. Con biết trả cái. Con gọi lại cho chị một lần nữa xem nào. Dạ. Không gọi được bố ạ. Chắc là chị Phương chị đi chơi đâu thôi bố mẹ ạ. Từ trước đến giờ có bao giờ nó về sau 10 giờ đâu cơ chứ. Hay con thử gọi cho anh Danh, biết đâu nó lại sang bên đấy. Ừ, cứ thử gọi xem. Vâng. Anh ấy không nghe máy bố mẹ ạ. Bà ơi, cháu không chơi đồ chơi nữa đâu, cháu nhớ mẹ. Bà cho nó đi ngủ đi. Ừ, thế đi ngủ với bà đi con. Cháu không ngủ đâu, cháu muốn có mẹ con. Nín đi, nín đi, nín đi rồi bà thương. Ngoan ngoan, nín đi rồi mẹ về. Nín đi con, nín đi. Mày thử đi ra ngoài tìm chị xem sao. Ui, mẹ, thành phố lớn như thế này, con biết tìm đâu ra. Thì đi tìm đâu cũng được. Mẹ ơi, mẹ còn hơn là cứ ngồi nhà như thế này. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó không cơ chứ. Tự nhiên mẹ nóng ruột quá. Thì phui cái mồm bà đi. Chị mẹ, mới mẹ ơi. Con nín đi con. Mẹ ơi. Bà trời mẹ ơi. Mẹ ơi. Con nghĩ là mọi người chả việc gì phải lo lắng cho chị Phương như thế đâu. Nín đi. Mẹ ơi. Chị ấy lớn rồi. Thôi nín đi. Biết đường đi thì biết đường về. Ôi vợ. Nín đi bà thương. Thôi bà thương. Thôi, hôm nay con đi làm về mệt lắm. Con xin phép về phòng đi ngủ trước vậy ạ. Mẹ ơi. Thôi, vợ về phòng ngủ trước đi. Chồng ở đây xem chị Phương thế nào nhé. Đi đi. À mà, bố mẹ, chị Phương mà có làm sao thì nhớ gọi con dậy nhá. Im đi mồm đi. Bà bảo nó đi ngủ đi. Đi đi. À, ông thương. Thôi con, bà thương, nín đi con, nín đi. Thôi bà thương. Mẹ ơi. Thôi được rồi, để con lấy xe đi vòng vòng xem sao, biết đâu lại gặp chị ấy. Bây giờ con đi đi, nhớ cẩn thận nhá. Vâng ạ. Đấy, cậu Khánh đi tìm mẹ về cho con đây này. Con nín đi. Cậu Khánh đi tìm mẹ về rồi đấy. Nào. Ông đừng đi đi lại lại nữa, tôi chóng hết cả mặt.
Thế hai bà cháu đi ngủ đi. Nó còn đòi đợi mẹ nó về, nó mới chịu đi ngủ. Mà cái con này cũng vô trách nhiệm. Không quan tâm đến ai thì cũng phải quan tâm đến con chứ. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với nó thì sao? Chưa chi ông đã cáu với trách. Con chào bố. Con tìm thấy chị không? Sao rồi con? Ôi, con đi khắp nơi rồi, kể cả vào phòng cấp cứu của bệnh viện, cũng không thấy chị ấy đâu cả. Có khi nào nó bị bắt cóc không? Báo chí viết đầy các vụ bắt người bán qua biên giới đi thôi. Bà cứ nói linh tinh. Con Phương nhà mình thì bán ai mua? Giờ này mà ông còn đùa được nữa. Thôi vậy. Hay là đi báo công an đi. Có khi lại xảy ra chuyện gì với nó thật đấy chứ. Cứ chờ đến sáng mai xem nó có về không đã. Rồi báo cũng chưa muộn. Đúng đấy mẹ ạ. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi. Cũng đã hết giờ làm việc. Có gì ngày mai mình lên mình trình báo. Bây giờ con vào phòng nghỉ ngơi đây. Con mệt quá rồi. Ừ, thế con đi ngủ đi. Thế bố mẹ cũng tranh thủ vào nghỉ ngơi nhá. Con xin phép đấy ạ.